đi về nhà. Có nhiều thứ ăn ngon lắm. Tao hết cơm hết gạo nuôi mày rồi nhá. Con. Mày chẳng có con nào ở đây. Trời ơi. Dậy. Mẹ thì sốt cả ruột ra mà con thì cứ ngủ là sao? Mẹ đang ngủ. Dậy. Dậy đi. Dạ. 40 tuổi đầu rồi chưa vợ con gì cả. Con không thấy sốt ruột à? Dậy. Sốt ruột thì làm được cái gì đâu. Giờ có đứa nào nó thèm lấy con đâu. Đứa nào nó cũng chê con xấu. Chê là việc của chúng nó, còn việc tán là việc của mình. Dậy. Dậy. Con không mặt dày đến mức độ đấy đâu. Thế con không tính đến cái chuyện nhà này cần một người để hương hỏa sau này à? Cứ từ từ đã. Không được. Thế mày định để mẹ chết xuống dưới kia còn mặt mũi nào nhìn thấy bố mày nữa, nhìn thấy các cụ bên nhà nội nữa. Ôi, xót ruột để làm gì nhỉ? Rồi con sẽ lấy vợ. Bực cả mình. Trời đất ạ. Bực cả mình. Này, không ăn được. Cái đấy không ăn được. Đây. Cái này ăn được. Nào, cái này ăn được. Bỏ cái đấy đi. Nào, đưa tay đây. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, đưa cái này đây. Cái này không ăn được nhá. Bỏ đi, ăn cái này. Không phải. Bỏ ra, bỏ cái ni lông này ra. Đấy. Ăn đi, ăn đi, cái này ăn được nhá. Rồi. Này, thôi đi về nhà nhá. Đi về nhà. Có nhiều thứ ăn ngon lắm. Mặc đẹp, ăn đùi gà hẳn thôi. Đi. 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 Mẹ, sao mẹ lại dẫn con điên này về nhà? Mẹ kiếm người sinh cháu cho mẹ. Cái gì? Cứ đợi đấy. Đi vào đây. Đi. Nào, đi vào đây. Con điên mẹ vừa dẫn về đây á? Chính con điên đấy. Xinh lắm phải không? Vâng. Quá xinh là đằng khác ấy. Ở đây nhé. Meow.
không được chạy ảnh hưởng đến con nghe chưa? Con... Đúng rồi, phải bảo vệ con, không được chạy mà nguy hiểm đến con nhá. À. Không được chạy. Bảo không được chạy cơ mà. Ảnh hưởng đến con. Chắc là đến nắng đẻ rồi đây. Nghĩa ơi, Nghĩa, Nghĩa ơi, đưa nó đi bệnh viện. Nó đẻ đến nơi rồi đây này, không phải thay quần đùi nữa. Nhanh lên, đưa nó đi. Đi. Ôi trời ơi. Sao mẹ thay đổi 180 độ thế? Sao mẹ hung dữ với cô gái điên ấy lại làm gì? Dù sao cô ấy cũng để cho mình một đứa cháu nội cơ mà. Mày điên à? Nhiệm vụ của nó thế là xong rồi. Tao chỉ cần nó sinh ra cho một đứa bé, thế là xong. Còn có tiền, tao mua cho mày 1 tỷ con vợ. Việc gì tao phải lấy cái con điên ấy? Dạ. Mà phải đề phòng đấy. Nó điên, nó sẽ làm hại đứa bé đấy. Còn nghĩ cô ấy không như thế đâu. Một con điên thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Vâng, anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe đấy ạ. Mày ngủ đây đấy à? Cút! Mày định đưa mấy cái quả hoa quả thối này cho cháu tao ăn à? Cháu tao nó không ăn. Cút đi. Cô ấy vẫn ngủ ở đây à? Con điên này nó lì đấy chứ, đuổi thế mà nó vẫn ngủ đây. Thế con nghĩ cứ cho cô ấy vào nhà đi. Không, không được.
đưa nó vào để nhớ nó làm hại thằng bé thì sao? Dù sao cô ấy cũng là mẹ của thằng bé mà. Không, không bao giờ tao để một con điên làm mẹ của cháu tao được. Con nghĩ cô ấy không đi đâu đâu. Không đi tao đánh chết.